Khách hàng có thể sẽ không còn cơ hội mua vé siêu rẻ cho các đường bay nội địa trong thời gian tới nếu như đề xuất về việc quy định mức giá sàn trong dự thảo của Bộ Giao thông Vận tải được thông qua. Các hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã đề xuất đặt mức giá sàn bởi theo các nhãn hàng này thì giá dịch vụ hàng không phải được quy định trong khung giá, tức là phải có mức cao nhất và thấp nhất. Jetstar Pacific kiến nghị với mức giá sàn sẽ là 1.200.000 đồng trên mỗi hành khách. Tuy nhiên, đại diện hãng hàng không Vietjet Air cho biết hãng này không đồng tình với việc đặt ra mức giá sàn bởi như vậy là phi thị trường và mức giá vé phải do hãng tự quy định miễn là không vượt quá giá trần. Và theo các chuyên gia, nếu dự thảo này được thông qua, quyền lợi của người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp có nhu cầu được đi lại bằng máy bay.